Chiều nay ngày 28 tháng 5, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm kiểm tra một số cơ sở sản xuất công trình trọng điểm tại Ninh Bình. Thăm cánh đồng dứa và trao đổi về canh tác dứa, đời sống công nhân trồng dứa của công ty Doveco, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp. Thủ tướng rất vui mừng vì thu nhập của người lao động được cải thiện, nhất là sau khi trở thành công ty cổ phần. Công ty đang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xanh hóa khu vực xã Quang Sơn. Các công nhân mong muốn ứng dụng nhiều hơn nữa khoa học công nghệ, có thêm các loại giống tốt hơn về năng suất, chất lượng, ngắn ngày hơn, cải thiện vấn đề giao thông vào khu trồng nguyên liệu. Theo Thủ tướng, cần xây dựng thương hiệu cho công ty, có chỉ dẫn địa lý, vệ sinh an toàn quy hoạch vùng nguyên liệu, có giống tốt, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng đồng bộ cho sản xuất lớn. Cùng với đó là tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp khác, có sự hỗ trợ về vốn ưu đãi lãi suất cho sản xuất. Thủ tướng cho biết hiện nhà nước cũng có trách nhiệm đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là đầu tư phát triển tuyến đường Đông Tây đi qua vùng nguyên liệu, góp phần lo cải thiện giống, còn công ty phải nỗ lực sản xuất kinh doanh, củng cố thương hiệu và mở rộng thị trường. Hiện nay, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tập trung thực hiện việc chế biến rau quả với công suất 136.000 tấn sản phẩm một năm tại 3 nhà máy. Công ty đã hình thành 4 vùng nguyên liệu tại tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, vùng nguyên liệu tại Tây Bắc và vùng nguyên liệu tại Tây Nguyên. Công ty đã áp dụng thành công công nghệ hữu cơ, công nghệ cao như sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, màng phủ ni lông, bón phân hữu cơ và phân vi sinh. Rau quả sản xuất ra đáp ứng yêu cầu cao của các nước phát triển ngay từ khi còn ở trên đồng ruộng. Năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.000 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu chiếm 80%, giải quyết việc làm cho trên 31.000 lao động với mức lương trung bình từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, chi trả cổ tức cho các cổ đông khoảng 14,5% một năm. Thăm nhà máy Doveco Ninh Bình, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, công nghiệp, người lao động công ty, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thăm công ty, đơn vị được thành lập hơn 70 năm, được nhiều lần Bác Hồ về thăm. Đến nay công ty đã phát triển nhanh bền vững, khẳng định mô hình chuyển đổi thành công từ nông trường quốc doanh sang công ty cổ phần, khẳng định chủ trương đường lối của Đảng nếu biết cách làm. Công ty đã mở rộng cơ sở sản xuất ở Sơn La, Gia Lai, kết hợp với các địa phương khác để cung ứng nguyên liệu cho sản xuất. Công ty phát triển sản xuất góp phần giải quyết cho hàng chục nghìn lao động, trả cổ tức cho cổ đông từ 14 đến 15% một năm, là một thành công, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đời sống cán bộ, công nhân, người lao động được cải thiện là những điểm sáng. Một điểm sáng nữa là tổ chức Đảng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được củng cố, phát triển, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng viên, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội với địa phương. Thủ tướng lưu ý hạ tầng cho sản xuất của công ty cần được cải thiện hơn nữa, mở rộng quy mô sản xuất các nhà máy chế biến vì nhu cầu lớn, thị trường nhiều. Do đó chúng ta cần nỗ lực hơn, địa phương giúp đỡ tích cực hơn. Vùng nguyên liệu phải áp dụng mô hình canh tác mẫu lớn để ứng dụng khoa học công nghệ, đưa máy móc vào sản xuất, giảm giờ làm, tăng năng suất lao động. Thủ tướng đề nghị cần nghiên cứu cải tiến giống, nhất là nhân giống dứa mới cho năng suất chất lượng tốt hơn, coi trọng các thiết chế giáo dục, y tế. Cần quan tâm đời sống vật chất tinh thần của người lao động được nâng lên theo chủ trương của Đảng. Thủ tướng đề nghị công ty cần phát huy truyền thống hơn 70 năm, tiếp tục xây dựng thương hiệu Doveco bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng thị trường trong nước và quốc tế, mở rộng vùng nguyên liệu thông qua liên kết với các doanh nghiệp địa phương vùng nguyên liệu. Tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 là tuyến đường trục chính đi từ Đông sang Tây tỉnh Ninh Bình, đi qua 4 huyện, thành phố, gồm Kim Sơn, Yên Mô, thành phố Tam Điệp và Nho Quan, kết nối vào tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Dự án có tổng chiều dài hơn 22,9 km, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành cơ bản các hạng mục chính của dự án và thông tuyến. Phấn đấu hết năm 2024 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến, rút ngắn tiến độ thi công khoảng 2 năm so với tiến độ dự án nhóm A. Khảo sát thực địa và tặng quà các đơn vị thi công dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tuyến đường Đông Tây là dự án giao thông kết nối liên vùng lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Ninh Bình, có ý nghĩa quan trọng kết nối giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, các khu du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh và khu cực, kết nối miền núi với ven biển, đồng thời tạo không gian phát triển mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm soát tiến độ, nâng cao chất lượng dự án, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, bảo đảm người dân trong vùng dự án di rời đến nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý các cơ quan chức năng của tỉnh phải thường xuyên giám sát,
phòng chống tiêu cực tham nhũng trong quá trình triển khai dự án. Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Ninh Bình và các tỉnh trong khu vực nghiên cứu xây dựng các tuyến đường kết nối với tuyến đường Đông Tây tỉnh Ninh Bình để tăng tính liên kết kinh tế xã hội, du lịch, giao lưu nhân dân.